plasma xóa nhăn, trẻ hóa cho môi có đau không? Vậy vậy mới đi làm lát ma xong có đau không? Cô gái làm lát ma có đau không? Dạ không, làm ngủ luôn. Có cảm giác châm chích hay khó chịu gì không? Dạ không. Kiểu nghe tiếng xèo 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 giống như nướng khô mực không? Lần trước đó, em có làm lát ma một lần, em về cảm giác như thế nào? Review nha. Nó hơi rát. Dạ. Nhưng mà cái cảm giác nó cũng qua lẻ lắm. Kiểu tại em hay làm buổi tối á, cho nên là ngủ một đêm dậy là nó hết tê, nó sẽ hơi ê ê, hơi rát một chút. Dạ. Xong rồi dậy là nó hết, là nó đóng mài cũng lẹ, 2 ngày là bong rồi. Rác trong cái cảm giác rác cỡ nào, rác như là chày hay là rác như thế nào? Review review Rát giống như là da bị chày mà sức nhẹ thôi, chứ không 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 phải là rát ghê gớm đâu. cảm ơn cô gái nhiều.